Nói đến Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP và cơ hội để hàng Việt rộng cửa hơn vào thị trường Mỹ luôn được nhắc đến đầu tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh sản xuất trong nước còn nhiều hạn chế thì không ít doanh nghiệp lo ngại là hàng Việt sẽ khó tận dụng cơ hội miễn giảm thuế để tăng tốc xuất khẩu vào thị trường này. Theo Bộ Công Thương thì doanh nghiệp không nhất thiết phải đi bằng con đường xuất khẩu trực tiếp mà có nhiều cách để tận dụng ưu đãi của TPP ngay trong nước. Và cuộc trao đổi sau đây của chúng tôi với ông Nguyễn Duy Khiên, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ thuộc Bộ Công Thương sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về điều này. Thưa ông, mặc dù Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, tuy nhiên hiện nay thì cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ thì vẫn còn rất là khiêm tốn, rất là thấp so với lại cái nhu cầu nhập khẩu của thị trường này. Vậy thì theo ông, cái nguyên nhân của vấn đề này là gì ạ? Là do chúng ta, năng lực của chúng ta hay là do cái yêu cầu khắt khe của thị trường ạ? Tôi nghĩ là cho dù nó là yêu cầu của thị trường thì cái quan trọng nhất là cái khả năng đáp ứng của chúng ta đối với những yêu cầu của thị trường đấy. Ví dụ như chẳng hạn người ta yêu cầu một cái lượng hàng lớn, ổn định chẳng hạn, thì nếu chúng ta không có khả năng đáp ứng cái lượng hàng lớn, ổn định thì cũng không thể tiếp cận được với thị trường. Tôi nói ví dụ như nông sản chẳng hạn, những mặt hàng nông sản là chúng ta rất quan tâm đến thị trường hiện nay, nhưng mà cái sản xuất của chúng ta hiện nay nó rất là manh mún, nhưng không có khả năng để đáp ứng được cái nhu cầu của cái thị trường nó ổn định. Tôi nói ổn định ở đây là ổn định về số lượng, ổn định về chất lượng, thế rồi ổn định về cái thời gian giao hàng. Thế nên tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay là tổ chức sản xuất như thế nào để nó đảm bảo được cái yêu cầu của thị trường về chất lượng sản phẩm, về thời gian giao hàng và về đảm bảo cái nguồn cung ổn định cho cái thị trường, kể cả mặt hàng công nghiệp cũng thế. Nói với ông thì liệu chúng ta có lo ngại rằng là cái khả năng chúng ta có thể tận dụng được những cái ưu đãi từ TPP sẽ rất là thấp với cái điều kiện mà chúng ta, cái điều kiện sản xuất như hiện nay ở những cái mặt hàng mà chúng ta lợi thế ở thị trường Hoa Kỳ, ví dụ như nông sản hoặc là thậm chí cả những cái mặt hàng công nghiệp như ông đề cập? Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tận dụng được. Trước đây thì có thể là các cái doanh nghiệp nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Mỹ, người ta chưa biết về thị trường Việt Nam hoặc chưa quan tâm nhiều đến thị trường Việt Nam. Thì bây giờ có TPP, người ta biết chắc chắn rằng cái lợi thế của Việt Nam sẽ là cái lợi thế về được hưởng cái ưu đãi thuế. Thì người ta sẽ quan tâm đến thị trường Việt Nam hơn. Và họ quan tâm đến thị trường Việt Nam hơn thì họ sẽ tìm kiếm đến các cái doanh nghiệp Việt Nam để người ta đặt cái quan hệ đối tác, đặt cái mua hàng từ Việt Nam. Và các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều đối tác, có nhiều đơn hàng thì sẽ có điều kiện phát triển hơn. Cũng không hẳn là tất cả các doanh nghiệp phải hướng tới một cái là sản phẩm cuối cùng hoặc là cái thị trường nước ngoài cuối cùng. Chúng ta thấy nếu chúng ta có thể tận dụng là chúng ta cơ hội các cái doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cung ứng cái đầu vào cho những cái doanh nghiệp đó. Có thể là doanh nghiệp Việt Nam họ sản xuất nhiều hơn hàng xuất khẩu thì họ cần nhiều cái đầu vào hơn, họ cần nhiều nguyên phụ liệu hơn, họ cần nhiều những cái thiết bị như là đóng gói bao bì hơn để người ta phục vụ cho cái việc xuất khẩu của mình, của người ta, thì mình có thể là tham gia vào cái quá trình đó, mình tận dụng cái TPP là tận dụng ngay ở cái đó, chứ không cứ nghĩ là mình phải xuất khẩu ra nước ngoài mình mới tận dụng TPP, đúng không? TPP có thể tận dụng từ cái việc hợp tác với các cái doanh nghiệp Việt Nam bởi vì họ có điều kiện phát triển hơn, hoặc từ cái việc hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài tại cái thị trường Việt Nam này, bởi vì TPP sẽ chắc chắn sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư đây, thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở thành những cái đối tác của họ, những cái bạn hàng của họ để mà có thể xuất khẩu tại chỗ. Thưa ông, hiện nay thì đa số doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ thì đều là theo phương thức gia công. Vậy thì nếu đi bằng cái con đường thương hiệu riêng vào những cái hệ thống phân phối trực tiếp của Hoa Kỳ thì có cái thị trường ngách nào cho các doanh nghiệp Việt Nam hay không ạ? Thị trường Hoa Kỳ nó khá là đa dạng. Có những cái mặt hàng nó cần phải thương hiệu và nó phục vụ những cái đối tượng mà có thu nhập cao. Thế nhưng ngược lại là cũng có những cái thị trường ngách, những cái thị trường cho người có thu nhập thấp. Nhưng mà đặc điểm của những cái mặt hàng mà không phải là thương hiệu, thị trường ngách hoặc là do chất lượng thấp thì giá cả của nó lại phải rất cạnh tranh. Hầu như là người ta ăn bằng số lượng là chính, đúng không? Giá nó rẻ thì cái lãi nó mỏng thì họ phải bán số lượng lớn. Thế nhưng mà sản xuất, đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam ta hiện nay sản xuất cái số lượng lớn và giá cả rẻ thì có khi hiện nay đối với doanh nghiệp Việt Nam đấy là thách thức đấy. Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ.